đây bắt đầu đi vào cái phần phương pháp và tư duy bắt đáy rồi đấy. Đây bắt đầu đi vào cái phần phương pháp và tư duy bắt đáy rồi đấy. Để chúng ta xem là chúng ta có bắt được đáy hay không. Thì bây giờ giá nó về nó sẽ như thế này. Bây giờ giá nó đi sẽ đi đi cái kiểu như thế này. Như Anh đã chia sẻ với anh em, đó là thị trường nó không bao giờ nó đi theo cái kiểu nó lên lên đây xong nó giật xuống như này. Nó không bao giờ nó hình thành cái chóp nhọn như thế này. Không bao giờ hình thành cái hình chóp nhọn như này, và cũng không bao giờ nó hình thành cái kiểu đáy nhọn nó xuống một phát. Ví dụ không bao giờ có chuyện giá nó đi từ 50.000 nó vút phát xuống 30.000. Cái thị trường nó sẽ đi cái kiểu như này này. Có nghĩa là khi giá về đến đây ấy, nó sẽ có kiểu như sau. Một là nó sẽ hình thành cái vùng sideways ở đáy. Thì khi giá nó sẽ sideways để cho làm sao cái tâm lý đám đông nó chán nản ra, bắt đầu nó có thể là giật sóng năm để nó đi cái kiểu là nó kiểm định cung. Và nếu mà không có nào bán ra nó không có, cái lực lực cung ở trên thị trường nó test xong ấy, thì bắt đầu nó đi lên đấy. Có nghĩa là cái vùng này là cái vùng thừa thời gian để chúng ta có thể mua vào, là chúng ta thừa thời gian để chúng ta có thể mua vào đấy. Nó đi theo cái kiểu này. Và cái kiểu thứ hai thì anh em chấp nhận chúng ta phải mua giá cao hơn. Có nghĩa là khi giá, anh lấy ví dụ cái vùng hỗ trợ ở đây, thì khi giá nó đang cắm như thế này về vùng hỗ trợ thì tuyệt đối đừng có mua, mà chúng ta phải chờ nó sẽ qua trường hợp. Một là trường hợp nó sẽ sideways như này, xong bắt đầu nó phá đi lên đấy, thì cái trường hợp này chúng ta thừa thời gian chúng ta mua được ở cái vùng đáy rồi. Cái trường hợp này chính là trường hợp tháng 7, tháng 8 năm 2021, khi giá nó đi lên từ vùng 29-30.000. Và trường hợp thứ hai nó không ở cái vùng này thì sao, nó sẽ chúng ta phải mua giá cao hơn, nhưng lúc đó lại an toàn hơn cơ. Có nghĩa là khi nó về đến đây nó sẽ có một lực mua bật rất là mạnh lên đây. Nhưng mà cái này thị trường nó có đi lên hay không? Không, trường hợp số 2 này nó sẽ sideways ở trên này. Nó sẽ sideways ở trên này, nó đi lên. Bởi vì khi đó nó sẽ hình thành những cái vùng dâu ở cái khu vực này. Vùng dâu nến ở khu vực này. Đó, thì nếu mà giá nó đi như này, ở cái vùng sideways phía dưới như này, thì nó sẽ thể hiện cho cái việc là lực bán đã yếu, và khi mà nó phá lên thì lực mua quay trở lại, thị trường tăng. Nhưng nếu mà nó về đến đây phát nó giật lên trên như này, mà nó sideways trên này ấy, nó phải sideways, anh em lưu ý nó phải sideways. Còn nếu mà ở đây nó không sideways thì trước đó nó phải có đoạn sideways đoạn này. Ở đây nó không sideways thì trước đó phải có đoạn sideways đoạn này. Thì khi giá nó giật lên, thì cái khu vực đó ấy, tại sao nó phải sideways? Bởi vì những cái vùng giá thấp nó sẽ sinh ra cái tâm lý ở trong đám đông. Những cái vùng giá thấp nó phải sinh ra cái tâm lý ở trong đám đông, đó là gì? Bây giờ chẳng hạn là một cân gạo ngày hôm qua nó đang là 20.000. Ngày hôm nay nó giảm một phát từ 20.000 về 5.000. Thì mọi người có ấn tượng về cái giá 5.000 một cân gạo đấy không? Rõ ràng là chúng ta có. Rõ ràng là chúng ta rất ấn tượng về cái giá 5.000 một cân gạo đấy. Xong rồi từ giá 5.000 đấy, ngay chiều hôm nay nó bật phát từ 5.000 lên 10.000. Thì luôn luôn tâm lý ở trong cái vùng đấy là gì? Mới sáng nay nó 5.000, tao lại chờ về 5.000 nó mua. Thì cái việc đó, cái tâm lý của đa phần đám đông chờ về 5.000 để mua đó ấy, nó bật từ 20.000 về 5.000, từ 5.000 đến 10.000, thì cái đám này người ta đang chờ về 5.000 để người ta mua ấy. Thì lúc đó nó sinh ra cái gì, hiện tượng là gì? Ai cũng chờ về giá thấp để mua, thì lúc đó nó không có lực mua mạnh. Không có lực mua mạnh ở vùng 10.000. Mà nếu về vùng 5.000 nó test lại lần nữa thì tốt. Lúc đó sẽ hình thành cái mô hình là hai đáy đi lên. Đấy, còn trường hợp là sao? Nó không về được, nhưng mà lực mua không đẩy vào thị trường, nhưng mà lực bán cũng không có nữa, bởi vì không có nào bán. Thì lúc đó nó sẽ hình thành ra cái hiện tượng sideways này, bởi vì những cái vùng giá thấp, nó sẽ sinh ra cái trí nhớ trong đám đông. Có nghĩa là người ta sẽ chờ vùng giá thấp để mua, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng này, sideways này. Thì lúc đó mình sẽ mua ở khu vực này, hoặc là chúng ta sẽ quan, một là mua khu vực này, hai là đi, nếu mà có nghĩa là vào ở đây 20 đến 25% vốn. Nếu nó hình thành xong cái vùng sideways này thì chúng ta vào đây 20-25.4, phá lên thì chúng ta đi chơi thuận trend. Còn nếu mà cắt xuống cái vùng sideways này thì giá nó sẽ về đây để hình thành mô hình hai đáy. Thì lúc đó chúng ta sẽ mua, sẽ xem xét cái vùng này chúng ta mua. Đấy, thì anh em nhớ chưa? Anh em hiểu cái quy luật đó chưa? Thị trường đi về đáy nó sẽ có các cái dạng trường hợp như vậy. Một, trường hợp thứ nhất là đi về đây, reset cái lực bán khu vực này, test cung phát xong lên. Đấy là trường hợp số 1, thì chúng ta sẽ mua được ở khu vực này. Đương nhiên phải đi chơi, thuận trend xuống là phải cắt dứt khoát. Đấy là trường hợp số nhất. Trường hợp số 2 là giá nó bật phát về đây, lên đến đây. Đấy, thì trường hợp số 2 là nó sẽ sideways ở đây, thì chúng ta cũng mua ở đây, để xuống đây, cắt cái vùng sideways này thì cắt. Xong bắt đầu lên thì đi chơi thuận trend. Đấy là trường hợp số 2. Trường hợp số 3 là nó không hình thành vùng sideways ở đó, có nghĩa là ai cũng chờ giá gạo về 5.000 ấy, thì bắt đầu nó sinh ra cái lực bán chẳng hạn đấy. Thì bắt đầu nó về đây. Thì lúc đó sẽ hình thành cái mô hình hai đáy.
thì lúc ra chúng ta sẽ mua ở khu vực này, chứ tuyệt đối không mua ở khu vực này. Có 3 trường hợp như vậy: trường hợp số 1, trường hợp số 2 và trường hợp số 3. Tuyệt đối không mua khu vực này. Anh em hiểu ý được không? Và phải vào dần vốn. Thì quay trở lại các cái ví dụ ở trên đồ thị như này, cái trường hợp số 2 và trường hợp số 3 thì chúng ta ít gặp, nhưng mà trường hợp số 1 chúng ta gặp rất là nhiều. Ví dụ như cái đợt tháng 7, tháng 8 năm 2021, chúng ta thấy giá nó giảm từ đây và nó hình thành trong vòng 3 tháng trời để nó reset hết lực bán ở khu vực này. Sau đó bắt đầu nó tăng lên. Vậy thì quy luật của một con sóng trung hạn là gì? Vừa rồi là quy luật của vùng đáy. Vừa rồi là cái Alan chia sẻ với anh em là quy luật của vùng đáy. Thì bây giờ Alan chia sẻ với mọi người về quy luật của một con sóng trung hạn khi bắt đầu nó tăng lên là gì. Bây giờ Alan hỏi đâu anh em trả lời đến đấy nhỉ. Theo mọi người, một con sóng, Alan lấy ví dụ là có một con sóng đi lên từ cái vùng này, vùng 18.000 lên đến 50.000 đi. Nó gọi là con sóng 30.000 giá. Thì Alan theo mọi người nhé, nếu không có cá mập trên thị trường thì đám đông có đủ sự đồng thuận để đẩy thị trường một lèo tăng từ 18.000 lên 50.000 không? Nếu không có cá mập trên thị trường thì đám đông có đủ sự đồng thuận để quyết định là thị trường sẽ tăng lên 30.000 điểm không? Rõ ràng là không, đúng không? Bởi vì sao? Bây giờ mình đi ngoài đường, mình gặp mình đỗ đèn đỏ đi, mình quay sang mình hỏi ở bên trái bảo anh ơi anh nghĩ rằng là thị trường tăng hay giảm? Tôi nghĩ nó tăng. Đó, xong bắt đầu hỏi ông bên phải bảo thị trường nó tăng hay giảm anh? Tôi nghĩ nó giảm. Xong mình lại nghĩ là nó sideways. Vậy thì có nghĩa là thứ nhất chúng ta phải hiểu là quy luật trong thị trường tài chính, phần lớn tiền trong thị trường tài chính nó lại nằm trong túi cá mập. Phần lớn tiền trong thị trường tài chính nó lại nằm trong túi cá mập. Chắc chắn. Thì như vậy đám đông họ không đủ tiền và không đủ sự đồng thuận để đẩy thị trường đi những con sóng trung hạn. Đám đông họ không, nhắc lại lần nữa này, đám đông họ không đủ tiền và không đủ sự đồng thuận để đẩy thị trường đi những con sóng trung hạn. Để đẩy thị trường đi những con sóng trung hạn. Đó là gì? Bởi vì họ không đủ sự đồng thuận như vậy. Nên bây giờ là khi mà, có nghĩa là anh em nhìn trên đồ thị ấy, mọi người sẽ biết ngay đoạn nào là đoạn cá mập nó đẩy và đoạn nào là đoạn cá mập đám đông tự mua bán với nhau. Đoạn này cá mập đẩy này, đám đông tự mua bán với nhau, nó sẽ sinh ra những hình thái này. Đây là những cái đoạn mà cá mập nó để tự nhiên cho cái lực mua lực bán của thị trường nó tự quyết định với nhau. Đây, cái đám đông nó sẽ đi kiểu này này. Ông này bảo mua, đến đây ông kia chốt lời, ông này bán ông kia lại mua, ông kia bán ông này lại mua, ông này bán ông kia lại mua. Thì đây là cái kiểu di chuyển của những cái con sóng của đám đông. Nó sẽ sinh ra những cái vùng sideways như vậy. Đám đông nó chỉ tạo ra được những vùng sideways thôi. Còn trend và xu hướng trên thị trường ấy, những cái xu hướng lớn ấy, từ 1D trở lên ấy, bắt buộc phải do cá mập nó tạo ra. Nó không phải là nó đẩy liên tục từ vùng 18.000 lên 48.000, mà nó phải đẩy mồi cho đám đông. Nó đẩy mồi cho đám đông để làm sao? Nó đẩy mồi cho đám đông để nó, đám đông FOMO lao vào và lên đến cái vùng target của nó thì nó chốt lời. Vậy thì quy luật của những con sóng trung hạn từ 1D trở lên là luôn luôn do cá mập quyết định. Luôn luôn do cá mập quyết định. Chứ đám đông không thể nào quyết định được những con sóng 1D trở lên. Thì cái đấy là cái mà anh em phải chú ý. Vậy thì áp dụng vào cái trường hợp hiện tại là như thế nào? Bây giờ nhiều anh em hỏi Alan đã bảo rồi, Alan không dự đoán được thị trường đâu. Bây giờ nhiều anh em cứ hỏi Alan bảo anh ơi cái thị trường này đi xuống đến đâu? Đi đưa xuống đến vùng giá nào? Bảo chịu. Alan chịu. Bây giờ hỏi tháng sau Bitcoin giá bao nhiêu, tháng sau tăng hay giảm, tháng sau giảm hay tăng, hay là thị trường đi đến cái vùng giá nào, thì mua được, Alan không thể nào dự đoán được. Nhưng mà Alan chỉ biết là khi nó hình thành sóng đáy và nó có tín hiệu đi lên được là chắc chắn Alan sẽ ăn được con sóng đấy. Chỉ nói thế thôi. Có nghĩa là dự đoán về đáy ở đâu thì không biết, nhưng mà chắc chắn Alan sẽ ăn được con sóng đấy. Thì cái việc là ví dụ mình phải xác định trước các cái vùng hỗ trợ. Chúng ta xác định trước các cái vùng hỗ trợ ở khu vực này chẳng hạn. Thì đây là cái vùng hỗ trợ, nhìn nó mong manh vậy thôi nhưng mà cũng gọi là cái vùng hỗ trợ tạm dừng giá thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu mà theo anh em comment giúp Alan nhé, ở cái vùng giá hiện tại nếu nhìn trên khung thời gian 1D thì cái đoàn tàu này nó đã giảm gia tốc và dừng hẳn hay chưa? Nếu nhìn trên khung thời gian 1D thì cái đoàn tàu này đã giảm gia tốc và dừng hẳn hay chưa? Chưa, rõ ràng là chưa. Vậy thì mình có vội mua hay không? Thứ nhất là mình không vội mua.
đó, thì mình cứ để từ từ để xem nó di chuyển như thế nào, để nó reset lực mua lực bán như thế nào. Và bắt đầu khi mà từ đây ấy, nó có thể là nó lên đến đây, sau nó lừng cừng trên này, như ba cái trường hợp bạn Ân vừa chia sẻ, như ba cái trường hợp bạn Ân vừa chia sẻ là như vậy. Một là nó di chuyển như thế này, xong bắt đầu nó phá lên đây, bắt đầu nó tăng dần lên đây đó. Hai là nó đi lên đây, xong bắt đầu nó lừng cừng nó lên đấy. Thì tất cả các trường hợp đấy chúng ta lại ăn được, nhưng vấn đề là đừng có cố bắt đáy. Bởi vì trong việc đầu tư hay trong việc trading ấy, thì giá cao hay giá thấp nó không có ý nghĩa, mà vấn đề là cái vị thế của ông có an toàn hay không. Anh lấy ví dụ nhé, nó như thế này, giá đi từ đây, từ 10.000 lên 60.000, thì theo anh em, nếu mà chúng ta mua ở giá 40.000 thì nó là đắt hay rẻ? Khi giá đi lên 40.000 chúng ta mua thì nó đã đắt hay rẻ? Rẻ chứ. Ở cái điểm này thì mua là rẻ chứ. Bởi vì chúng ta mua ở đây 40, chúng ta bán được 60 mà. Chúng ta mua được 40 khi là chúng ta bán được 60 mà. Còn ở bên này thì 40 nó đắt hay rẻ? Bên này 40 thì là đắt thì là rẻ nhá, nhưng bên này 40 là đắt hay rẻ? Rõ ràng là đắt. Bởi vì trong việc đầu tư ấy thì giá cả không quan trọng, quan trọng là vị thế của bạn là như thế nào. Vậy thì kể cả cái vùng này ấy, đã bảo là không mua ở cái điểm này. Ngay trong ba cái ví dụ, ba cái trường hợp về cái vùng đáy vừa rồi anh chia sẻ, không mua cái vùng này, tuyệt đối không mua, ít nhất là phải hình thành cái vùng này, xong phá, xong chúng ta bắt đầu mua, phá lên đi CA thêm. Còn cứ để cho nó bật lên đi, thì một là nó về retest xong nó mới lên, hai là nó cũng reset đây chán xong bắt đầu nó mới lên. Thì cái vùng này chúng ta mua an toàn hơn cái điểm này nhiều, an toàn hơn cái điểm này nhiều, hiểu không anh em? Vậy thì cái khu vực đó ấy, là cái đoạn này. Cái đoạn này là cái mà chúng ta cần chú ý này. Đó, thì chúng ta xem là nó có hình thành như ba cái trường hợp mình mua hay không. Và cái đặc điểm của một con sóng trung hạn bắt đầu đi vào là gì? Thứ nhất là vừa rồi chúng ta thống nhất về cái việc là cái ví dụ, anh lấy ví dụ là nó di chuyển như này đấy nhá. Thì cái việc là cái con sóng trung hạn ấy, cái con sóng trung hạn nó bắt đầu như thế nào? Thứ nhất là chúng ta đã thống nhất với nhau về việc là con sóng trung hạn phải được bắt đầu với cá mập. Anh lấy ví dụ là nó tạo ra một xu hướng đi lên như thế này, lên đến cái vùng 48.000 này chẳng hạn. Anh lấy ví dụ thế. Đây, lấy ví dụ như này. Thì theo mọi người, chúng ta đã học về ba giai đoạn ở trong lý thuyết Dow rồi. Chúng ta học về ba giai đoạn của lý thuyết Dow rồi. Thứ nhất là gì? Là cái giai đoạn tích lũy, sau đó là giai đoạn tăng trưởng hay còn gọi là giai đoạn xu hướng, và cuối cùng là giai đoạn phân phối. Vậy thì anh đừng hỏi mọi người là đây giai đoạn số 1, đây giai đoạn số 2 và đây là con sóng số 3. Đấy, đây là 1, 2, 3 chứ không phải, đây là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng anh cứ gọi là đây, 3 con sóng chính là 1, con sóng chính thứ nhất, con sóng chính thứ 2, con sóng chính thứ 3. Là 1, 2, 3. Thì bây giờ anh em comment cho anh đừng là cá mập nó sẽ đẩy vốn vào để đẩy thị trường lên trong khu vực nào. Bởi vì nó phải đẩy vốn vào thì nó mới chốt lời được chứ, không có vốn làm sao chốt lời được. 1, 2, 3, anh em comment. Sao lại 2, ông nào bảo đẩy vốn vào giai đoạn số 3 đấy, cá mập cơ mà. Rõ ràng là giai đoạn số 1. Bởi vì nó phải đẩy giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn số 1 ấy. Thứ nhất là cái giai đoạn số 1 ấy, thì cái giá nó ở cái vùng thấp. Không phải đẩy giai đoạn số 1 đâu, nó phải đẩy vào từ khu vực này này. Nó phải đẩy vào từ khu vực này này. Thì bắt đầu nó mới đẩy con sóng số 1 đi lên. Thì cái con sóng số 1 ấy, nó luôn luôn, cái con sóng số 1 đang được gọi là cái con sóng tín hiệu. Nó luôn luôn là cái con sóng mà do cá mập tạo ra để nó định hình cái xu hướng trên thị trường. Và số 2 và số 3 là do con sóng mà do đám đông tạo ra từ cái sức định hướng của cá mập. Nó phải tạo ra được xu hướng từ cái sóng số 1, xong bắt đầu sóng số 2, sóng số 3 là cá con nó FOMO vào. Xong bắt đầu sóng số 3 là cái khu vực phân phối, thì bắt đầu là cá mập nó chốt lời ra khu vực cái sóng số 3 này này. Đúng không? Cá mập nó chốt lời ra cái khu vực sóng số 3 này này. Chứ là cá mập nó đẩy vào khu vực sóng số 2, đẩy vốn vào khu vực số 2, đẩy vốn vào khu vực số 3 là nó chết thôi. Đúng không? Thì chính vì cái lý do như vậy nên cái giai đoạn sóng tín hiệu số 1 đầu tiên, đặc điểm của con sóng đó, đó là cái sự bứt phá rất mạnh mẽ từ đường giá và sự quay trở lại rất lớn của volume. Có nghĩa là nó phải bứt phá ra khỏi cái khu vực sideways cực kỳ mạnh. Nó phải bứt phá ra khỏi cái khu vực sideways cực kỳ mạnh và cái volume nó cũng lớn, để nó áp đảo cái lực bán
áp đảo cái volume bán của cái khu vực sóng giảm phía bên trái này, để nó áp đảo cái volume bán của cái sóng giảm khu vực bên trái này, để em hiểu. Có nghĩa là nếu mà thứ nhất là mọi người thấy là nhiều khi ấy, anh em đầu tư mọi người sẽ bị quá tập trung và focus vào các cái gì, vào các cái sóng lên sóng xuống quá nhỏ trong thị trường, khiến mọi người bị tâm lý. Đây là ví dụ này, ở trong cái khu vực này, ở trong cái khu vực này chẳng hạn, nó cứ trong cái khu vực sideways này có rất nhiều những con sóng đi lên đi xuống như này, có rất nhiều những con sóng đi lên đi xuống như này, thì cái khu vực này ấy, giá nó vẫn còn đang ở trong vùng sideways, nó chưa phá được kháng cự, bắt đầu giá cứ lên phát là mình hy vọng, giá xuống phát là mình thất vọng, giá lên phát là mình hy vọng, mặc dù nó vẫn nằm trong cái khung giá đấy, nó vẫn nằm trong cái vùng sideways đấy, nó chưa phá được kháng cự, nhưng mà chúng ta cứ tập trung vào những con sóng quá nhỏ đấy để áp cái sự kỳ vọng và cái sự sợ hãi của mình vào, thì bắt đầu mình bị tra tấn tâm lý, mình chán nản, mình bắn ra theo thị trường. Đấy, thì cái khu vực này ấy, bao giờ chúng ta phải thấy một con sóng thực sự nó không cao như thế này. Anh Ấn vẽ trừu tượng cho anh em xem thôi, nhưng nó không cao như này. Đây. Đây, ví dụ một con sóng như sideways như này, thì bao giờ chúng ta phải thấy là nó phá được cái vùng kháng cự này. Với một con sóng đi lên mạnh như này, thì cái con sóng này thứ nhất là đi lên nó phải mạnh và nhanh, cộng với volume lớn áp đảo khu vực bên này, áp đảo cái volume bên này, thì lúc đó chúng ta mới thấy là à, đấy là tín hiệu cá mập nó đẩy tiền vào con sóng. Đấy là tín hiệu cá mập nó tạo ra con sóng. Bởi vì quay trở lại quy luật của những con sóng trung hạn 1D trở lên là gì? Luôn luôn được tạo ra bởi nhóm tạo lập, luôn luôn được tạo ra bởi cá mập. Vậy thì khi mà cá mập nó tạo ra những con sóng này, nó đẩy vốn vào các khu vực này, thì nó phải tạo ra sự bứt phá. Thế nhưng mà cái việc ấy, ở sau những cái giai đoạn, thứ nhất là ở cái đoạn sideways này các ông đã bị tra tấn tâm lý rồi. Ở những cái đoạn sideways này các ông đã bị tra tấn tâm lý rồi, thì bắt đầu là ông chán nản, ông thất vọng về thị trường lắm rồi. Bắt đầu ông nghĩ là à, mãi nó giật lên phát không lên được, nó giật lên phát thứ hai, mặc dù vẫn nằm trong vùng sideways nhé, không lên được, nó giật sang phát thứ ba vẫn không lên được. Cuối cùng ông bị thất vọng. À, xong ông thấy người ta bảo là ôi kiểu gì trở về 5.000, kiểu gì trở về 10.000. Thế bắt đầu ông tin. Thì khi bắt đầu giá nó bứt phá lên thật mạnh như này, thì cái chết là cái là gì? Khi đã ở cái giai đoạn này, thị trường nó đào tạo cho ông sự sợ hãi, nó đào tạo cho ông sự rón rén, sự cẩn trọng. Thì bắt đầu giá lên như này, nó tăng một phát từ chẳng hạn từ 17.000 lên 22.000, lên 23.000 chẳng hạn. Thì lúc đấy ông lại thấy giá cao không dám mua cơ. Khi ông không hiểu là cái con sóng trung hạn được tạo ra bởi cá mập ấy, và ông không chuẩn bị cái việc ông đi chơi từ cái vùng này ấy, thì bắt đầu là giá lên nó không dám mua cơ, bởi vì nó tăng từ 17.000 đến 22.000, nó cao quá ông không dám mua. Nhưng mà khi ngày hôm nay ông học, ông biết là à, cái con sóng lớn nó phải bắt đầu từ những cái sự bứt phá mạnh mẽ như vậy, thì bắt đầu ông hiểu là à, vị thế quan trọng hơn là giá đắt hay rẻ. Thì có phải là khi mà giá nó đang tăng như này mình mua hay không? Nếu mà trừ khi là ông xem cái buổi ngày hôm nay, ông biết là ông đi chơi dần từ cái vùng này nhé, ông đi chơi dần từ cái vùng này nhé. Thế còn nếu mà ông không đi chơi dần từ vùng này mà ông lỡ cái sóng ấy rồi mà giá tăng lên, đa phần người ngoài kia ông thấy là từ 17.000 đến 2.000 không dám mua nữa, bởi vì nó tăng nhiều quá không dám mua. Thế là ông bị miss cả con sóng này, ông bị miss cả con sóng này. Thế nhưng mà có phải là giá đang tăng này mình mua ngay hay không? Không, từ từ đã, mình phải chờ con sóng điều chỉnh. Có nghĩa là đây là cái con sóng tín hiệu đầu tiên, mình phải chờ con sóng điều chỉnh này xong bắt đầu mình mua vào, mình ăn con sóng này, thì cái vị thế nó sẽ tốt hơn. Vị thế nó sẽ tốt hơn bởi vì cái sóng điều chỉnh nó chính là cái yếu tố confirm cho cái sóng chính. Thế cũng có trường hợp, bởi vì trong đầu tư chúng ta không nói được, thế lên đến đây xem nó cắm xuống đây thì sao, đúng không? Nó lại hình thành một cái vùng sideways lớn như này. Đó, nó cái kiểu đấy cơ. Thế nên là đầu tư nó cần rất nhiều kiến thức, chứ không phải là chúng ta cứ lên để tranh cãi, để sân si trên mạng, cứ xem đủ thứ này làm cái gì. Có nghĩa là cái việc đó nó chỉ tạo ra từ cái quá trình kinh nghiệm và cái kiến thức mọi người áp dụng vào thị trường. Thế nên là ở đây chúng ta thấy là tăng từ 17.000 đến 20.000 chúng ta không dám mua. Thế phải từ từ đợi con sóng điều chỉnh. Khi con sóng điều chỉnh này nó điều chỉnh, nó tạo cấu trúc đẹp, nó không có lực bán và nó vẫn ủng hộ cái lực tăng của cái con sóng này, thì bắt đầu chúng ta mua vào. Thì chúng ta ăn từ cái khu vực đâu đó 20.000 lên 48.000, 50.000, có phải tốt không? Thay vì chúng ta cứ nhảy vào bắt đáy khu vực này mà nó tiếp tục nó giảm. Ở cái khu vực này nhìn thế này cũng chưa, có nghĩa là bây giờ anh Ấn hỏi anh em, anh Ấn lại mở chat lên để hỏi anh em nhé. Theo mọi người ở khu vực này đã thấy cái sự quay trở lại của lực mua mạnh mẽ từ khung thời gian 1D trở lên chưa? Rõ ràng là chưa, anh em mình đã thấy cái con sóng nào nó rõ ràng như vậy không? Rõ ràng là chưa. Thì qua những cái mà mình vừa chia sẻ, mọi người đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra cái điều gì đấy chưa? Hiểu ra cách để làm sao mình hạn chế được tối đa rủi ro trên thị trường chưa?
Đó, rồi, bây giờ tiếp tục này. Tiếp tục này. Đấy, thì bây giờ backtest lại của đồ thị, anh em thấy cái khu vực này chưa? Anh em thấy cái khu vực này, đây chính là khu vực nó reset để nó retest đáy 3 lần. Nó retest đáy 3 lần khu vực này mà nó không tạo ra được cái đáy. Nó không tạo ra được cái đáy thấp hơn. Thì nó thể hiện là à, đây nó hình thành cái vùng sideway để cho làm sao? Nó giảm cái gia tốc khu vực này rồi. Nó giảm gia tốc cái khu vực này rồi. Thì bắt đầu anh em thấy cái sự bứt phá con sóng đầu tiên chưa? Anh em thấy cái sự bứt phá con sóng đầu tiên chưa? Nó rất là mạnh và nó rất là nhanh. Nó rất là mạnh và nó rất là nhanh. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mua ở cái vùng này, khi mà con sóng nó đang tăng mà chúng ta mua vào là chết rồi, đúng không? Nó mua vào con sóng này là chết rồi. Thì cái việc là có nghĩa là cái đây nó là một con sóng trung hạn. Từ cái vùng này lên cái vùng này nó là một con sóng trung hạn, thì nó phải được quyết định bởi cá mập. Và cái quyết định bởi cá mập, bởi vì cá mập nó đổ tiền vào trong giai đoạn đầu của xu hướng. Cái quy luật hôm nay chia sẻ với anh em rồi, cá mập nó phải đổ tiền vào trong giai đoạn đầu, chứ nó không thể đổ tiền trong giai đoạn này. Nó không thể đổ tiền trong giai đoạn này được. Nó đổ tiền trong giai đoạn này để cá con nó chốt lời vào đầu cá mập à? Không có chuyện đó. Mà đây là giai đoạn cá con lao vào mua và cá mập chốt lời ra cơ. Cá mập chốt lời ra khu vực này cơ. Vậy thì đây là giai đoạn nó đổ tiền vào, thì nó phải tạo ra những cái kiểu như thế này. Anh em comment lại giúp lần nữa cho lần này. Anh em hiểu cái phần này chưa? Tại vì cá mập nó đẩy tiền vào giai đoạn này để tạo ra xu hướng, nên nó phải sinh ra những cái dạng giá kiểu như thế này. Có nghĩa là những cái việc bứt phá lớn, những cái việc mà giá nó bứt phá nhanh và mạnh khỏi khu vực sideway ấy, nó là việc confirm cho cái tín hiệu dòng tiền nó chảy vào. Và đấy là cái mấu chốt để chúng ta đi theo cái việc đó. Và chúng ta đi xây dần vốn từ khu vực này lên đây, bắt đầu thấy tín hiệu đó, chúng ta lại chờ sóng điều chỉnh để chúng ta mua vào. Đó, mọi người có nhận được cái điều gì trong từ đầu buổi đến giờ không? Để tiếp tục chia sẻ. Đầu tiên anh chỉ lên kế hoạch là chia sẻ với anh em khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà nó nhiều thứ quá. Nó không thể nào nó chia sẻ hết được. Bây giờ nhiều anh em hỏi là bây giờ là làm thế nào để xác định những con, thấy comment cả anh em là làm thế nào để xác định những cái con sóng ngắn, để chơi những con sóng ngắn. Thì nói thật với anh em là bây giờ nếu mà chia sẻ về hệ thống giao dịch hay là phương pháp giao dịch, thì nói thật với anh em nó phải vài chục buổi như thế này mới xong. Bởi vì một hệ thống giao dịch áp vào thị trường nó còn bao nhiêu cái giai đoạn thị trường rồi chiến thuật để xem là chúng ta giao dịch như nào, và mỗi con sóng nó lại bao nhiêu trường hợp nữa. Có nghĩa là đây là muốn để chia sẻ với anh em về một hệ thống giao dịch, và tất tần tật ấy, thì một buổi không thể nào xong được. Một buổi không thể nào xong được. Mà nó phải mất vài chục buổi cả lý thuyết và thực hành thì chúng ta mới xong cái câu chuyện đấy. Thế nên là anh em thông cảm với nên là chỉ chia sẻ với anh em những cái thứ ngày hôm nay. Nếu mọi người áp dụng được đúng những cái thứ anh chia sẻ ngày hôm nay thì mọi người đã chiến thắng rất là nhiều rồi. Nói thật, và mọi người hạn chế được tối đa rủi ro rồi. Mọi người còn hạn chế được tối đa rủi ro rồi, thì mọi người đã cứ dần dần chúng ta học và mọi người phải tìm hiểu. Có nghĩa là đầu tư nó là một chuỗi những tư duy và là một chuỗi những kiến thức mà chúng ta phải áp dụng những thứ đó. Chứ anh em đừng đầu tư theo cái kiểu là à, nghe ông này phán bao nhiêu, nghe ông kia bảo xuống bao nhiêu, nghe ông kia bảo lên bao nhiêu là chết. Bởi vì chúng ta không hiểu chiến thuật, chúng ta không hiểu là cái quản lý rủi ro, cái quản lý vốn như thế nào. Mà chúng ta cứ đầu tư cái kiểu lơ tơ mơ, nghe ông này bảo về bao nhiêu là all in là chết. Tôi đảm bảo tiền các bạn mà các bạn không có trách nhiệm, chúng ta cứ nghe người khác rồi chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có tư duy, chúng ta không có chiến thuật rõ ràng trong quá trình đầu tư ấy, thì tôi đảm bảo với các bạn là chết. Thì trong một cái, anh có nhớ một cái câu nói của Jesse Livermore là như thế này. Cái nhà đầu tư huyền thoại Jesse Livermore, anh em nào mà biết nhà đầu tư này chắc đa phần anh em đều biết. Nhưng mà ông ấy có một câu rất là nổi tiếng, đó là đầu cơ chứng khoán rõ ràng là một cái trò chơi mà hấp dẫn nhất thế giới, nhưng nó không dành cho những kẻ ngu ngốc, nó không dành cho những kẻ lười suy nghĩ, và không dành cho những kẻ thiếu khả năng cân bằng cảm xúc, và những người không chịu được áp lực lớn, và nó cũng không dành cho những người ham muốn làm giàu nhanh chóng. Những cái người này họ sẽ chết bởi nghèo đói. Cái câu rõ ràng như vậy, một nhà đầu tư huyền thoại cả thế kỷ nay người ta đã chia sẻ như vậy. Có nghĩa là nếu mà chúng ta lười suy nghĩ, chúng ta lười trang bị kiến thức, chúng ta lười trang bị tư duy ấy, thì tốt nhất mọi người out ra khỏi cái thị trường này đi. Bởi vì nó là một nơi thật sự khốc liệt, và nó là một nơi mà rõ ràng không dành cho những người lơ tơ mơ bước vào đây. Bởi vì bạn sẽ chỉ làm con gà cho những người khác, người ta vặt lông thôi. Hiểu hiểu ý anh được không?
và cái thị trường này, thế nên chúng ta phải trang bị kiến thức rất là kỹ, anh em cứ học từng tí một thì mọi người sẽ dần dần trang bị, nhưng mà đừng mang tiền của mình vào thị trường quá sớm. Bởi vì bây giờ anh thấy là ví dụ 500 một tỷ nó chưa bao giờ là lớn này. Thế bây giờ rất nhiều người cầm cái số tiền đó và đốt trong một thời gian rất nhanh. Thế mọi người không hiểu là ở năm kể cả 50 triệu vào cái đầu thằng khôn ấy, thì nó sẽ nhân lên rất là nhanh. Nhưng mà 500 triệu một tỷ mà vào tay thằng dại ấy, thì kiểu gì cũng mất. Thế nên là bây giờ chúng ta bắt đầu đã chia sẻ với anh em vài cái như thế thôi. Nhanh lên để chúng ta còn nốt mấy cái ý mà mình muốn chia sẻ với anh em như thế này. Thì vừa rồi ấy, là đã chia sẻ với anh em, có thể là sau này sẽ phải chia sẻ kỹ hơn, nhưng mà vừa rồi đấy, qua những cái vừa rồi, nếu anh em nào nghe từ đầu đến bây giờ ấy, mọi người cũng đã biết là nhìn thế nào để về cái tư duy chúng ta bắt đáy như thế nào và xác định vùng đáy như thế nào, và sau đó là chúng ta xác định xem là cái vùng hỗ trợ đấy, cái vùng đáy đấy nó đã reset hết lực bán hay chưa, và có lực mua trở lại hay chưa để chúng ta mua vào, có lực bán hay chưa và có lực mua trở lại hay chưa để chúng ta mua vào, rõ ràng như thế đúng không? Đó, thì mọi người phải ôn lại cái buổi ngày hôm nay. Thì như vừa rồi đó là những cái tư duy và những cái chia sẻ để nếu mọi người áp dụng thì mọi người đã, thứ nhất là về cái tư duy để chúng ta xem cái lực mua lực bán, cái lý thuyết trên thị trường, các cái quy luật của vùng giá đáy, đặc điểm của các trường hợp cái vùng giá đáy, khi nào lực mua lực bán quay trở lại, khi nào lực mua quay trở lại, và đặc điểm các con sóng trung hạn như nào, tại sao nó lại sinh ra các cái con sóng như vậy đấy. Và chúng ta phải áp dụng cái chiến thuật là đi xây thuận trend chứ không phải đi xây ngược trend. Bởi vì đi xây được trend, đi xây ngược trend là chúng ta đi xây ngược trend là gì, là chúng ta giảm cái lợi nhuận xuống trong khi lại gia tăng rủi ro lên. Còn đi xây thuận trend là gì, tăng lợi nhuận lên và giảm rủi ro xuống. Thì chúng ta phải đi xây thuận trend chứ đừng có đi xây ngược trend. Bởi vì bây giờ anh nên hỏi, bây giờ chúng ta phải hiểu một điều như này này, một con sóng trung hạn nó được tạo ra bởi cá mập, vậy thì khi nó đẩy tiền vào đây thì mục tiêu của nó phải ở trên này hoặc là đâu ở trên này, ví dụ vậy, mục tiêu của nó phải ở trên này hoặc đâu đó trên này. Còn còn chúng ta đừng có nghĩ về cái việc là khi mà chúng ta mua vào đây ấy, thị trường nó không đi lên được. Bởi vì những con sóng trung hạn ấy, thì khi mà nó đẩy tiền vào nó phải có mục tiêu, cá mập nó đẩy tiền vào nó phải có mục tiêu về giá, nó phải có mục tiêu chốt lời, chứ nó không có lừng khừng đâu. Thế chúng đen lắm có trường hợp như vậy thì chúng ta có cái chiến lược để chúng ta quản trị vốn rồi, thì cùng lắm chúng ta mất 1-3% trên tổng tài khoản. Bởi vì chúng ta giá, ví dụ chúng ta ăn được vào đây khoảng 20% chẳng hạn, thị trường nó đi xuống 50% thì mất 50% đấy là gì, 50% của 20% vốn. Còn nếu mà tính trên tổng tài khoản chúng ta chỉ 2-3% thôi mà, đúng không? Thì đấy là cái việc là tại sao chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta vào từng phần như vậy. Đến các quỹ đầu tư nó còn phải vào từng phần chứ đừng nói là nhà đầu tư cá nhân, bởi vì các quỹ nó cũng không chắc chắn cho cái việc là phán đoán của tôi là đúng hay sai, mà nó phải vẫn dựa trên cái việc cơ sở là quản trị vốn và quản trị rủi ro. Thì có một câu nói cũng rất là hay trên thị trường chứng khoán là gì, bạn chiến thắng không phải là bạn chọn được cái mã chứng khoán nó tốt, mà bạn chiến thắng cả một quãng đường dài là do bạn quản trị vốn và phân bổ vốn tốt. Thì nhiều anh em vừa rồi, bởi vì Alan vừa rồi là phân tích về thị trường Bitcoin, Alan đã nói rất là rõ cho anh em là bây giờ tôi không biết, bây giờ hỏi Alan bảo bây giờ đáy Bitcoin đâu Alan chịu, đáy Bitcoin đâu Alan chịu, bởi vì nó có những cái lực mua lực bán nó chưa tham gia vào thị trường, nó có lực mua lực bán không tham gia vào thị trường. Ví dụ bây giờ di chuyển đến thứ hai tuần đầu tuần chẳng hạn, bắt đầu các quỹ nó lại đẩy tiền nó vào đây nó bán thì sao, bắt đầu giá nó giảm đây thì sao, làm sao tôi đoán được. Nhưng mà nếu bắt đầu nó hình thành đáy để nó đi vào cái con sóng tăng trưởng ấy thì tôi sẽ ăn được, khẳng định với anh em như thế. Có nghĩa là bây giờ hỏi anh Lân bảo đáy ở đâu hay là khi nào nó tăng khi nào nó giảm tôi không biết, nhưng mà khi nào mà nó tăng lên thì kiểu gì tôi ăn được. Đấy là cái tư duy đầu tư của anh Lân, bởi vì mình không cố đoán trước, mình sẽ không bị cái tình trạng là bảo thủ vào cái phán đoán của mình, và khi con sóng nó xảy ra mình đủ thời gian, mình đủ kiến thức và mình đủ tư duy để mình ăn được con sóng đấy. Vấn đề là mình có kiên nhẫn hay không, chứ đừng có giá giảm đến phần hỗ trợ mà nhảy vào mà đi chơi là chết. Thì cái đấy là anh em phải hiểu, cái đấy là anh em rõ ràng phải hiểu như vậy, rõ ràng phải hiểu như vậy. Thế là vừa cứ hỏi anh lần mà đáy đâu chị không đoán được, thì có cái vùng hỗ trợ đấy cứ vẽ thôi, ví dụ giá ở trên này thì cứ vẽ vùng hỗ trợ bên dưới thôi. Cái kiểu mà dự đoán trên thị trường là như thế, anh em thấy có đúng không? Có nghĩa là cái kiểu mà dự đoán mà mọi người hay dự đoán thị trường là giá ở trên này cái hỗ trợ là ở đây là 30.000 nhìn được rồi đúng không? Đấy thì có khả năng về đến đấy nó có dừng lại không thì không biết. Sau tiếp theo là giá, nếu mà thủng vùng này xuống vùng này thế thôi. Có nghĩa là cái việc dự đoán đơn giản đó, cứ vẽ vùng hỗ trợ ra là dự đoán thôi.
Nếu nó không về đến đây thì nó về đến đây. Nếu về đến đây nó không giữ được thì nó về đến đây. Dự đoán thì ai chỉ dự đoán được. Nếu mà bạn muốn ăn lần dự đoán kiểu như vậy, ăn lần dự đoán là sáng mai cho bạn được. Đúng không? Anh em hiểu cái kiểu đấy chưa? Có nghĩa là nếu bây giờ bạn muốn ăn lần dự đoán thì ăn lần bảo là nếu nó không giữ được cái vùng 17.000 này thì nó xuống vùng này. Nếu nó không giữ được vùng này nó xuống vùng này. Bạn thích cái kiểu dự đoán đấy. Hay là bạn thích cái kiểu là nếu mà về đến cái vùng này nó giữ được và hình thành đáy như kiểu này, và bắt đầu nó có tín hiệu là mình ăn được. Nó có tín hiệu là mình ăn được. Thế nên là về không thì không thể. Về không là không thể. Nhưng mà trước mắt là đừng thấy là cái lực bán của những khung thời gian ăn được chỉ nhận định như này này. Cái lực bán của những khung thời gian trên 1D hiện tại nó không mạnh. Cái lực bán của những khung thời gian trên 1D hiện tại nó không mạnh. Chỉ nói như thế thôi. Và sắp tới nó sẽ có thể có những con sóng hồi lên cái vùng trên này. Có thể từ giờ đến đâu đó cuối năm. Và có thể thôi nhé. Có thể Ancoin sẽ bay vượt đỉnh nhưng không phải tất cả. Bitcoin có thể không, Bitcoin thì không vượt được đỉnh, nhưng mà có thể Ancoin sẽ bay vượt đỉnh nhưng không phải tất cả. Thế nhưng mà cái đấy nhắc lại lần nữa, bởi vì anh chia sẻ từ đầu video đến giờ rồi, là tất cả cái đấy nó chỉ mang tính chất dự đoán, và nó có đạt được điều đó không thì vẫn phải trong quá trình thị trường nó di chuyển, chúng ta phải quan sát lực mua lực bán. Ví dụ anh phải khẳng định với anh em là có thể ở thời điểm hiện tại này anh dự đoán như thế, nhưng mà đến cuối năm nó không đi theo đúng dự đoán của anh, nhưng anh vẫn lãi, anh vẫn có lợi nhuận. Đấy là cái việc mà chúng ta hướng đến. Mục tiêu của mình trong đầu tư là gì? Mục tiêu của mình trong đầu tư là kiếm được tiền. Chứ mục tiêu của mình trong đầu tư không phải là ông đoán cho nó vui ở trên Facebook. Hiểu ý anh không? Có nghĩa là mục tiêu của mình trong quá trình đầu tư là mình kiếm được tiền, chứ không phải là đưa ra những cái dự đoán cho nó oai trên Facebook để làm gì. Thế là mọi người thấy anh trên Facebook không bao giờ anh dự đoán, bởi vì anh không đặt cái mục tiêu của mình vào việc dự đoán, mà đặt mục tiêu của mình quan sát tín hiệu trên thị trường và quan sát cái lực mua lực bán mà ra quyết định. Có nghĩa là hỏi tháng sau, năm sau Bitcoin giá bao nhiêu chị, nhưng mà hỏi là có biết mua biết bán thời điểm hiện tại để tạo ra lợi nhuận hay không thì biết. Là thời điểm hiện tại nếu nhìn thấy khung 1D thì cứ chờ đã để xem nó di chuyển như thế nào. Còn thằng 1D nó vẫn chưa mạnh đâu. Chúng ta nhìn ở đây này, cái con sóng giảm này của thằng 1D, cái nó tạo ra cái volume rất là lớn ở khu vực này. Thì bây giờ nó còn phải reset chán ở khu vực này, nó bắt đầu nó mới reset được hết cái đám volume bán ở khu vực này. Sau đó bắt đầu nó mới quay lại, thì lúc đó chúng ta mới ra quyết định mua ủng hộ. Có rất nhiều anh em anh thấy là ở cái vùng 24-25 này nó nhảy ao ạt vào mà mua, thì bắt đầu lại đu từ 24-25 xuống đất. Và cái vùng này bây giờ cắt ra thì cũng không ổn, mà đu thì cũng không ổn. Đấy, thì bắt đầu là như thế. Còn đấy là nhận định về Bitcoin. Thì bây giờ nhiều anh em hỏi là anh phân tích Ancoin như thế nào, thì mọi người phải hiểu như này này. Bản chất trong thị trường tài chính nó có cái cơ bản, đó chính là dòng tiền. Đấy là chính là bản chất trong thị trường tài chính. Còn tất cả những cái thứ mà mọi người đang nhìn ở cái category này, nó chỉ là râu ria thôi, nó bình cũ rượu mới thôi. DeFi, NFT, Metaverse, Polkadot, Solana, Avalanche, tất cả những thứ này nó chỉ là bình mới rượu cũ thôi. Tất cả nó chỉ là bình mới rượu cũ thôi. Và quan trọng là gì? Có một cái là sai lầm mà rất nhiều anh em gặp phải, đó là tập trung quá nhiều vào research. Là mọi người đi nghiên cứu các cái dự án này này, và mọi người đặt niềm tin vào một vài dự án quá lớn. Thế bây giờ anh hỏi mọi người nhé, anh hỏi anh em nhé, đến lớn như Nokia và Yahoo ngày xưa, đến bây giờ chúng ta còn thấy nó mất hình rồi. Anh em biết cái điện thoại Nokia những năm 2000, anh em biết cái điện thoại Nokia đúng không? Ngày xưa Nokia nó là một đế chế, nó không khác gì iPhone hiện tại hết. Và Yahoo ngày xưa nó cũng là một đế chế, nó không khác gì Google và Facebook hiện tại hết. Và bây giờ hai thằng đấy nó đâu? Đấy chính là cái việc tại sao cái việc là mọi người đặt niềm tin vào cái research. Research đương nhiên là tốt nha, nhưng mà research cũng rất là khó. Nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu về một dự án quá lớn, chúng ta nghiên cứu về một, không phải dự án quá lớn, mà chúng ta nghiên cứu về một dự án quá kỹ, và thì cái sức người mà chúng ta chỉ nghiên cứu được một vài dự án thôi, một vài đồng coin thôi, và bắt đầu mình đặt hết niềm tin của mình vào đấy. Bởi vì khi mà ông trong cả quá trình nghiên cứu vào đấy thì nó sẽ hình thành cái niềm tin ở trong não bộ của ông, thì bắt đầu ông đổ hết tiền vào một vài dự án đấy. Thì bây giờ kể cả một cái đế chế lớn như Nokia và Yahoo ngày xưa nó còn trên như vậy, vậy thì ở trong cái việc kinh doanh, trong cái việc làm dự án, nó còn bao nhiêu rủi ro? Nó rủi ro từ con người, nó rủi ro từ xu hướng thị trường, nó rủi ro từ rủi ro từ mô hình tài chính. Bây giờ điều gì đảm bảo kể cả cái dự án đấy, cái đồng coin đấy, nó tốt đến mấy đi chăng nữa,
thì nếu chúng ta đặt vào thì chúng ta vẫn nắm cái rủi ro mà. Mọi người nhìn ở đây cho anh này, ở đây hiện tại thị trường crypto nó đang có 20.000 đồng coin. Anh cứ cho rằng là bạn phân bổ vốn vào 10 đồng đi. Bạn có nghĩa là sức người cùng lắm bạn nghiên cứu, bạn research, có nghĩa là bạn check cho các kiểu, bạn research được 10 đồng mà bạn cảm thấy bạn tâm đắc nhất. Bạn research được 10 đồng mà cảm thấy bạn tâm đắc nhất. Và bạn đổ tiền vào 10 đồng đấy. Thì bạn nhìn cái tỷ lệ đi, 10 đồng trên 20.000 đồng. Nó là 2.000 lần. Thì có phải là cái tỷ lệ của bạn nó là gì? Nó kém xa cả thằng đánh đề thôi các bạn. Thằng đánh đề nó còn 1 ăn 70. Và cái tỷ lệ của nó là 1 phần 100. Còn tỷ lệ của bạn là 1 phần 2.000. Mọi người đã thấy cái sự, nếu mà chúng ta cứ xa đà vào cái việc research quá. Đương nhiên research là tốt nha, đừng bảo research là tốt nha. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp với việc phân bổ vốn. Có nghĩa là quy luật trong thị trường crypto là gì? Quy luật trong thị trường crypto là gì? Bit tăng thì ăn tăng, bit giảm ăn giảm không nói nhiều. Bit tăng thì ăn tăng, mà bit giảm thì ăn giảm không nói nhiều. Vậy thì việc của chúng ta là gì? Phân bổ vốn nó ra, đơn giản đấy thôi. Thằng này nó tăng thì cái đá cũng tăng. Bây giờ thằng tăng ít, thằng tăng nhiều, tự chung lại mình thắng. Đương nhiên mình không thể nào bằng cái thằng mà nó all in vào một con đấy nó tăng 300 lần được. Không thể nào. Nhưng mà ít nhất trong một xu hướng mình cũng ăn được vài chục lần. Thế là tốt rồi. Có nghĩa là mình đặt cái việc mà quản lý rủi ro lên và mình thỏa mãn với cái lợi nhuận đấy. Còn cái thằng kia nó ăn 200 lần mà trong thị trường này không có gì ăn đẻ. Ví dụ có một cái rủi ro nhỏ đấy xảy ra với dự án thì sao? Đúng không? Thì trong một cái con sóng trung hạn từ 1D trở lên, có nghĩa là nếu mà chúng ta đánh sóng an coi, chúng ta chỉ nhìn cái đồ thị từ 1D trở lên thôi thôi anh em. Bởi vì 1D trở lên nó là sóng trung hạn. Cá mập nó không đẩy xu hướng vào những cái khung nhỏ đâu, nó chỉ đẩy sóng trung hạn trở lên, nó tạo ra xu hướng thị trường. Thì nó vào vốn xong nó đẩy xu hướng thị trường lên, nó ra tin tức các thứ xong nó chốt lời, nó còn có cơm có miếng. Chứ nếu mà xung khung thời gian nhỏ quá nó đẩy những cái sóng này thì nó đẩy trả võ. Thì chúng ta chỉ mua an coi theo cái đồ thị của những sóng 1D trở lên. Thì Bitcoin có dấu hiệu hình thành đáy thì chúng ta mua vào Bitcoin. Chúng ta phân bổ vốn, chúng ta mua vào Bitcoin, chúng ta mua dần cả altcoin. Bắt đầu lên chúng ta lại đi chơi trọng chen vào. Thì cứ nhớ trong thị trường này quy luật là gì? Bit tăng thì an tăng, mà bit giảm thì an giảm. Thế thôi. Và có những cái khu vực mà bit sideways, có những khu vực Bitcoin sideways, an bay ngũ trời. Thì cái đấy là khu vực là bắt đầu Bitcoin nó dừng tăng thì mình biết là cứ từ từ chúng ta chốt an low cap, bởi vì nó sẽ bay. Hay các khu vực này cũng là khu vực đẩy an này. Nhưng bây giờ đến đây chúng ta nói với nhau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Nên là mình sẽ làm cái video về quy luật đẩy giá low cap tại các khu vực này. Có nghĩa là bài toán lợi nhuận của cá mập nó đẩy giá low cap tại khu vực này, mình sẽ làm riêng một video sau. Hoặc là có thể là live stream để chia sẻ đến anh em và post lên kênh YouTube sau. Chứ bây giờ nếu mà chia sẻ cái đấy lại mất thêm tầm gần tiếng. Không ngờ là có vài gạch đầu dòng thôi mà nói với anh em từ nãy đến giờ 2 tiếng đồng hồ chưa xong. Thì đấy, hôm nay chúng ta chốt lại các cái việc là như vậy. Và quy luật của thị trường là mọi người phải nhớ nhé, bit tăng thì an tăng và bit giảm thì an giảm. Vậy thì khi mà cái con sóng, chúng ta đừng có xa đà vào cái việc phân tích đồ thị của altcoin quá nhiều. Chúng ta cứ phân tích đồ thị của Bitcoin, bởi vì tích bit nó tăng là an nó tăng mà. Vậy thì khi chúng ta mua bit ở các khu vực này thì bắt đầu là mua dần an vào, phân bổ vốn ra. Phân bổ vốn ra từ những thằng coi top thì sẽ chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Sau đó là những cái thằng nó đứng đầu các cái hệ sinh thái này này, thì chúng ta bắt đầu tiếm tỷ trọng nhiều hơn. Và những cái thằng low cap chúng ta chỉ mua tầm 10 đến 20% vốn thôi, để nó đảm bảo an toàn. Có nghĩa đầu tư chứ, phát ông phải quan tâm đến cái việc ông giữ được tiền chứ ạ. Sau đó mới ông quan tâm là ông có kiếm được tiền hay không. Và phải ưu tiên cái việc là quản lý rủi ro lên. Ông không quản lý được rủi ro thì chắc chắn rủi ro nó sẽ tìm đến ông. Và trong cái việc đầu tư nó là như thế. Và khi mà chúng ta research một vài đồng, thường anh em, chả anh em là research kỹ và hâm mộ được 10 đồng một lúc đâu. Đa phần anh em hâm mộ chắc được 3-4 đồng là nhiều. Thì khi chúng ta đặt niềm tin quá lớn vào những cái mã crypto đó thì bắt đầu mình chịu cái rủi ro cao, rủi ro từ rất nhiều yếu tố. Và cái tỷ lệ chúng ta thắng thì đương nhiên nếu chúng ta ăn thì chúng ta ăn nhiều hơn, nhưng mà nếu tỷ lệ nếu mà chiến thắng trên thị trường thì thấp hơn đánh đẻ, đúng không? Thì đấy, nếu mà bạn có trình độ research đủ giỏi thì bạn mới làm được câu chuyện đấy. Còn đa phần là mình biết là anh em rất kém về mảng research và những người có chuyên môn một chút. Và còn nếu không, mọi người lại cứ đi nghe những người khác người ta phím kèo ấy, thì rõ ràng là bạn không khác gì thằng đánh bạc đó. Thế nên là cái buổi live của chúng ta sẽ đến đây. Và khi cái việc hy vọng là trong cái buổi ngày hôm nay anh đã chia sẻ được khá nhiều điều hữu ích cho anh em trong cái quá trình đầu tư của mọi người, và mọi người sẽ áp dụng nó vào cái việc đầu tư làm sao cho nó thật là tốt.
Thì nhiều anh em cũng hỏi đừng mà anh ơi, thì khi mà anh nhìn thấy cái tín hiệu đao ở cái vùng 60.000 như thế này thì anh có nhìn ra cái việc là nó sẽ về đây không? Thì anh bảo không. Bởi vì khi anh nhìn ra cái tín hiệu đao này ở cái vùng giá này thì anh cũng không nghĩ là nó về cái vùng này nhanh như thế. Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, bởi vì anh đã thoát hàng ở cái vùng 60.000 này rồi. Thì khi nó giá về cái vùng hỗ trợ này, mình cứ bình tĩnh, mình cầm tiền trong tay. Mình cứ bình tĩnh, mình cầm tiền trong tay là mình sẽ có cơ hội. Mình có thời gian, mình có tiền là mình sẽ có cơ hội và mình sẽ có lợi nhuận. Bởi vì mình không có dự đoán, mình chỉ biết là cái vùng này, mình chỉ cần biết là cái vùng 60.000 này là cái vùng mình phải thoát ra. Nếu nó về đến đây nó tích lũy được lên được thì có khi mình lại mua lại, lúc đấy nó lại uptrend. Hoặc là về đến đây nó tích lũy, nó mua lại, nó uptrend. Còn về nhiều anh em hỏi là anh ơi, cái mùa sắp tới có uptrend được không? Thì phải thưa với anh em là tỷ lệ rất là ít. Alan khẳng định với mọi người là sắp tới nếu mà nó có, nó chỉ là sóng hồi thôi, nó tiếp tục nó sẽ đào. Và cái tỷ lệ để thị trường có thể uptrend được tiếp, trên quan điểm riêng cá nhân Alan ở thời điểm hiện tại nhé. Có thể sau này nếu mà nguồn vốn nó đẩy vào thì Alan lại thay đổi cái quan điểm đó. Thế nên là nhắc lại anh em lần nữa, dự báo nó không có nhiều giá trị đâu. Quan trọng là ông quản trị vốn và ông theo dõi cái lực mua lực bán trên thị trường để ông tham gia vào như thế nào thôi. Thế bây giờ ví dụ giá lên đến đây, bắt đầu các ông lại nhảy vào, chính phủ nó nhảy vào nó thừa nhận thì làm sao mà tôi biết được. Thế nhưng mà nếu mà nó xảy ra, nếu mà con sóng uptrend nó xảy ra thì tôi chắc chắn là tôi ăn tiền. Con sóng uptrend nó xảy ra, tôi chắc chắn là tôi ăn tiền. Tôi không đảm bảo được cái việc là tôi ăn được từ 1 đến 10. Nhưng mà chắc chắn tôi ăn được từ 2 đến 8, 2 đến 9. Đó. Thì hy vọng trong cái buổi ngày hôm nay đã có thật là nhiều những cái tư duy, thật là nhiều những kiến thức để chia sẻ với anh em. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ những cái chia sẻ này của Alan và mọi người áp dụng vào cái việc đầu tư của mọi người thật là tốt trong cái quá trình đầu tư sắp tới.